Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ cập nhật lại cho các anh chị một số thông tin từ cái dự án đê sân giao này. Và em sẽ chia sẻ các anh chị một cái tin bí mật để các anh chị có thể tham khảo thêm về cái dự án đê sân giao này. Thì hiện tại ở trên cái dự án đê sân giao này, để tiếp tục kết quả khai thác thì bên dự án đã thay đổi cái cơ chế, đó là các anh chị phải lưu trữ ở trên cái vỉ đấy. Các anh chị lưu trữ, các anh chị hầu là 0.01 BNB là các anh chị sẽ tiếp tục khai thác được nhé. Còn nếu mà các anh chị ở trong vị các anh chị không có 0.01 BNB thì khi các anh chị click vào cái chữ clock ở đây này thì các anh chị tiếp tục khai thác đấy, thì nó sẽ báo như thế này. Đây, nó sẽ có cái dòng thông báo như thế này nhá, cần phải có 0.01 BNB các anh chị mới tiếp tục khai thác đấy. Vì hiện tại cái dự án này nó mới ra thôi, nhưng mà cái số lượng người nó tăng rất là nhiều đấy các anh chị. Để tránh cái tình trạng là trích cái tài khoản đấy, thì bên dự án đã ra thay đổi cái cơ chế, đó là các anh chị phải lưu trữ 0.01 BNB nhá. Ở đây thì em cũng đã chuyển vào trong vị là 0.02 BNB rồi này. Theo em tìm hiểu thấy thì cái con này rất là ok nhá. Và cái tin cho các anh chị yên tâm để các anh chị có thể tham khảo xem là mình có nên là lưu trữ trong vị là 0.01 BNB hay là không. Vì thường những cái dự án mà nó kết nối với vị đấy, nó đòi quyền truy cập vào vị đấy, thì các anh chị sợ nó hack vị nhá. Nhưng mà theo em tìm hiểu đấy thì em biết được một cái tin, đó là admin của cái sàn Google đấy cũng là cái admin của cái dự án đê sân giao này nhá. Và họ nói ra các anh chị chỉ cần lưu trữ trong vị là 0.01 BNB là các anh chị có thể khai thác được cái con này. Đó là cái thông tin em tìm hiểu được nhé. Còn các anh chị có lưu trữ 0.01 BNB hay là không thì tùy các anh chị thôi. Khi các anh chị có 0.01 BNB ở trong vị thì các anh chị nhấn vào cái chữ clock này. Đấy, như thế là các anh chị đã claim được nhé. I got it này. Thì mục đích ở đây là người ta tránh cái tình trạng các anh chị tạo như cái tài khoản các anh chị chích đấy. Để sau cái thời gian này thì các anh chị vào các anh chị nhận lại để các anh chị điểm danh tiếp nhá. Đây là một cái dự án rất là ok nha. Theo em tìm hiểu thì thấy đây là cái dự án rất là ok. Cái video này thì em thông báo đến các anh chị một cái tin như thế thôi nhá. Còn các anh chị có muốn lưu trữ hay là không thì đó là quyền của các anh chị. Còn anh chị nào mà muốn mua BNB lẻ đấy thì 0.01 thì nó cũng tầm là 3 đô đấy các anh chị. Nên các anh chị nào mà muốn mua lẻ thì em sẽ để cái số điện thoại của cái người bạn cái BNB lẻ này để các anh chị liên hệ họ để các anh chị mua nhá. Hoặc là các anh chị có thể lên các sàn, các anh chị mua, các anh chị chuyển về các anh chị hầu nhá. Các anh chị hầu thì nó cũng nằm trong vị của các anh chị thôi, chứ nó không mất đi đâu đâu nhá. Rồi như thế là em đã cập nhật đến các anh chị cái dự án khai thác cái mã thông báo đê sân từ cái dự án đê sân giao này rồi. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Sau này cái dự án này nó có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì mới đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị sau. Xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo.